Hello bác sĩ, chào bạn. Chúng tôi giúp gì được cho bạn? Người bệnh tim mạch có nên tiêm vaccine COVID-19? Cần lưu ý gì khi chủng ngừa? Một bạn đọc gửi câu hỏi về cho Alo bác sĩ với nội dung như sau. Những người có bệnh tim mạch có nên tiêm phòng COVID-19 hay không? Hay chỉ một số bệnh mới cần chống chỉ định tuyệt đối? Nếu được tiêm ngừa thì cần lưu ý những gì? Xin cảm ơn. Alo bác sĩ, trả lời câu hỏi của bạn như sau. Bạn thân mến, theo bác sĩ Nguyễn Dũng, khoa nội tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, những người có bệnh tim mạch bao gồm rung nhĩ, đau thắt ngực do bệnh động mạch vành, bệnh cơ tim, bệnh tim bẩm sinh, đái tháo đường, suy tim, ghép tim, thuyên tắc phổi, bệnh mạch máu ngoại vi, đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua, sa sút trí tuệ, đều nên tiêm vaccine phòng COVID-19. Điều này giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm nguy cơ phải nhập viện do nhiễm bệnh và giảm nguy cơ tử vong một khi mắc bệnh. Nếu không tiêm phòng, khi mắc COVID-19 tình trạng bệnh tim mạch dễ bị nặng hơn thông qua nhiều cơ chế, bao gồm cả tình trạng tổn thương viêm trực tiếp ở tim. Vì vậy, tiêm vaccine cho bệnh nhân tim mạch là điều hết sức quan trọng. Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy bệnh tim mạch có chống chỉ định đối với vaccine ngừa COVID-19. Bác sĩ Nguyễn Dũng cho biết. Bác sĩ Dũng cho biết thêm, các nghiên cứu hiện nay về vaccine ngừa COVID-19 trên nhiều đối tượng, trong đó có bệnh nhân tim mạch không thấy bất kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng nào. Những khó chịu có thể gặp gồm đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ hoặc ớn lạnh, có thể có sốt tương tự như bị cúm. Cánh tay nơi tiêm có thể cứng và đau nhức. Tình trạng này có thể tồn tại trong thời gian ngắn, kéo dài khoảng 24 đến 48 giờ và có thể xử lý bằng giảm đau, hạ sốt thông thường, kết hợp với uống nhiều nước. Có tỷ lệ khoảng 1 trong 2 triệu người có thể bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng làm tăng nặng bệnh tim. Tuy nhiên, rủi ro này là cực kỳ hiếm. Lợi ích của việc tiêm vaccine lớn hơn nhiều so với nguy cơ bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng và do đó mọi người vẫn nên tiêm. Bác sĩ Dũng cũng khẳng định không có báo cáo về tương tác giữa vaccine và thuốc điều trị bệnh tim mạch. Vì vậy, bệnh nhân không được bỏ thuốc điều trị tim mạch trước hoặc sau khi tiêm vaccine, kể cả các thuốc phải thường xuyên, thuốc chống đông máu như thuốc kháng vitamin K hoặc thuốc chống đông máu đường uống trực tiếp hoặc thuốc kháng kết tập tiểu cầu. Một số bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống đông, kháng kết tập tiểu cầu. Khi tiêm có thể bị đau, sưng và bầm tím xung quanh vết tiêm. Để khắc phục, theo bác sĩ Dũng, nhân viên y tế nên sử dụng kim nhỏ để tiêm, sau đó ấn mạnh vào vết thương chứ không dây xoa trong ít nhất 2 phút. Với bệnh nhân ghép tim đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch vẫn nên tiêm vaccine. Các vaccine hiện nay đều không chứa virus sống, do đó không có nguy cơ gây nhiễm bệnh cho những bệnh nhân có hệ miễn dịch kém, kể cả những bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế miễn dịch. Tuy nhiên, một số bệnh nhân có thể không đáp ứng tốt với vaccine và sẽ phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung ngay cả khi đã được tiêm. Bác sĩ Dũng nhấn mạnh, cần lưu ý chống chỉ định một số trường hợp bệnh nặng, cấp tính, tuổi cao, nhiều bệnh kết hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 9 đối tượng trì hoãn tiêm chủng đối với vaccine của hãng AstraZeneca gồm người đang mắc bệnh cấp tính, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ, những người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch, ung thư giai đoạn cuối, xơ gan mất bù, người trong vòng 14 ngày trước có điều trị corticoid liều cao hoặc điều trị hóa trị, xạ trị, người trong vòng 90 ngày trước có điều trị immunoglobulin hoặc điều trị huyết tương của người bệnh COVID-19, tiêm vaccine khác trong vòng 14 ngày trước, người đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng, người trên 65 tuổi, người bị giảm tiểu cầu hoặc rối loạn đông máu. Ngoài ra, có 4 đối tượng cần thận trọng tiêm chủng, người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác, người có bệnh nền nặng, bệnh mãn tính chưa được điều trị ổn định, người mất tri giác, mất năng lực hành vi, người có bệnh mãn tính có phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống, mạch dưới 60 lần trên 1 phút hoặc trên 100 lần trên 1 phút, huyết áp tăng hoặc giảm, nhịp thở trên 25 lần trên 1 phút phải được khám sàng lọc kỹ và tiêm chủng trong bệnh viện. Đặc biệt, chống chỉ định với người có tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên tại lần tiêm trước hoặc với bất cứ thành phần nào của vaccine, những người đã có phản ứng nghiêm trọng với các chất khác không liên quan đến vaccine, ví dụ thuốc uống hoặc thực vật có vỏ vẫn có thể tiêm vaccine nhưng sẽ cần được theo dõi tại phòng khám trong tối đa 30 phút sau đó. Bệnh nhân nên tránh tiêm vaccine trong thời gian bị sốt. Cuối cùng, bác sĩ Dũng còn cho rằng, sau khi tiêm vaccine COVID-19 thì vẫn rất cần thực hiện các biện pháp phòng dịch khác như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và sát khuẩn tay như Bộ Y tế đã khuyến cáo. Tất cả các loại vaccine hiện tại khi tiêm đủ 2 liều chỉ có khả năng bảo vệ cho người bệnh là 75-95% và chưa có bất cứ loại vaccine nào bảo vệ 100% cho chúng ta, và nó cũng chỉ làm giảm tính trầm trọng của bệnh nếu có bị nhiễm virus. Và một khi người đã tiêm vaccine rồi vẫn có nguy cơ lây virus cho người khác, mặc dù điều này chưa được khẳng định hoàn toàn vì chúng ta còn chưa có đủ thời gian để trả lời. Vì vậy, chúng ta vẫn phải thực hiện đúng nguyên tắc phòng bệnh theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, bác sĩ Dũng cho biết.
hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.